Rồi giờ buổi sáng thì giờ bắt đầu mấy sư tiếp tục hành trình bộ hành này cả nhà. YouTube đứng ra sau nha. Không chạy nhá. Từ bên phải cùng với các sư huynh đệ đang chuẩn bị bộ hành tiếp tục của chúng chị ơi. Tiếp tục bộ hành rồi. Tại là giờ hôm mấy đây là đi rất là sớm nha cả nhà, đi rất là sớm nha. Tiếp tục di chuyển tiến vào Đồng Hới nha. Rồi tiếp tục. Thầy Linh Tệ đi phía sau nè cả nhà. Nay có anh này mới đắp y mà chưa có xuống tóc ha. Nay thầy đi sau cùng luôn cả nhà. Khi mà sư đi ra mỗi khu vực khác nhau thì có những anh họ pháp khác nhau nha. Từ kia thì đi phía trước hết này cả nhà. Rất là gọn gàng nhẹ nhàng. Đây giờ ngay hàng thẳng lối này nha cả nhà, thẳng đi một đường thẳng nha. Bà con phía trước đã đem đồ ra, đem bò sẵn luôn cả nhà.
nhận nước. Đi chậm lại nè cả nhà. Đi gần thầy không à, sư mất kiến rồi nè. Anh sẽ cái bạn này kêu bằng bạn chứ không có kêu bằng sư được. Lúc nào cũng phải đi kè kè với thầy. Không biết làm gì. Mà mới tu có mấy ngày à. Còn xài TikTok nữa cả nhà. Đây thì có khá là nhiều hộ pháp này cả nhà. Hộ pháp anh xuất hiện mỗi nơi thì có một hộ pháp khác nhau nha. Hôm nay thì có thêm một cái anh đắp y mà chưa xuống tóc nha cả nhà. Trước là khung cảnh rất là đẹp của ở đây nha, đây là Quảng Bình nha, quá là đẹp luôn. Sư vô nhà hữu duyên pháp thật nha cả nhà. Vì bà con cũng mua gà gặp thầy cũng đông nha. Nhưng mà cái cảnh mấy hôm nay thì xe đã trật tự lại cả nhà. Không còn lộn xộn nữa.
thầy bên tệ chỉ nhận những người hữu duyên thôi nha, chứ không có còn ai đưa cũng nhận nha. Đường thì nếu mà có thấy cái những mảnh vải nào mà rơi xuống đường là mấy thầy cũng sẽ nhận lại để dành mai y nha cả nhà. Giao thông cho mấy thầy đi cho nó dễ nha cả nhà. Ồ, đi cái này không quen là có thể phòng dò cả nhà, đau quá. Rất là bình yên luôn nha. Trước là mấy đoàn người thầy đã đi phía trước nha.
Kia ha. Đây anh Hậu Pháp nè, anh Hậu Pháp mới nè. Rồi.